Mừng các anh chị đến với kênh Tự Doanh Chứng Khoán. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi, ủng hộ kênh chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thưa với các anh chị là thực ra chứng khoán cũng không quá khó như nhiều người vẫn tưởng. Chúng ta hãy làm giản đơn, tức là làm đơn giản các cái vấn đề mà khi tham gia thị trường thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Hãy hiểu những vận động lên xuống của thị trường chứng khoán giống như là những cái quy luật tự nhiên bình thường. Chúng tôi thường ví cái việc mà đi lên của thị trường chứng khoán giống như là người đi leo núi. Thì trong quá trình leo núi thì sẽ có gặp rất nhiều những cái khó khăn và có những cái đoạn cần phải ngừng nghỉ để lấy sức tiếp tục cho chuyện mà tăng điểm tiếp. Còn thị trường đi xuống nó giống như là một vận động viên leo núi nhưng mà vô tình bị rớt, tức là bị va chạm dẫn đến cái câu chuyện là bị rớt xuống vách núi, thì cái tốc độ rớt thì nó rất chi là nhanh. Ngoài ra thì trong cái quá trình mà cổ phiếu mà bị rớt giá thì nó được ví giống như cái quy luật bình thường của một quả bóng rớt trên tầng cao xuống, thì anh chị sẽ bắt quả bóng đấy khi nào? Nó là khi mà nó rớt xuống, sau đấy nó bắt đầu nó chậm dần cái biên độ dao động của quả bóng, thì đó chính là thời điểm các anh chị có thể là khi quả bóng nó lăn vào trong cái góc để chị cầu quả bóng đó, thì đó là lúc thời điểm hợp lý nhất. Thì vài cái chia sẻ cơ bản như vậy để anh chị hiểu hơn về cái sự rất là giản đơn của thị trường chứng khoán. Mong rằng là các anh chị sẽ đăng ký kênh này, subscribe hoặc là chia sẻ kênh để kênh càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các anh chị.